sẩn tạo nhà lương sinh. Ba bình xuân thủy lung yên sắc, chu trục thần phóng đồng lỗ thanh. Thiên tựu vì cang nhu ngàn thù, sơn hoa cho luyện kết vân anh. Kỷ hồi hà hiếp thương lang khúc, sông khuyết phương thăng thủy nhật minh. Quý vị vừa lắng nghe thi phẩm Hương Giang Hiểu Phiếm, sáng tác của Hoàng đế Thiệu Trị, một vị quốc vương nổi tiếng về văn chương của Âu Lạc Việt Nam. Hương Giang là một trong 20 thắng cảnh của cố đô Huế, đã được vua Thiệu Trị vị thơ trong Thần Kinh Nhị Thập Cảnh. Bài thơ này được khắc trên bia đá vào năm 1843, nay còn lưu lại ở Phu Văn Lâu. Hương Giang Hiểu Phiếm mô tả cảnh dạo thuyền trên dòng sông Hương êm đềm trước lúc hừng đông, khi cỏ hoa còn đọng sương mai, một vẻ đẹp yên tĩnh giữa đất trời. Thi phẩm này đã đến với chúng ta hôm nay qua phần diễn ngâm của nữ nghệ sĩ Thu Hằng.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olaxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Lối rêu xưa đã mờ dấu trên người, người buồn cho mai sau cuộc tình ta tan mau. Là vàng bay mùa thu qua hững hờ, nhìn nhau cho thêm đau, nhìn nhau cho mưa mau, mưa trên nụ cười, mưa trên tình người, lệ nào em sẽ khóc ngàn sao. Với đôi tay theo thời gian tôi còn, rơi bên thềm vắng từng thu qua vỡ vàng, nhìn nhau cho thương đau, nhìn nhau cho mưa mau, mưa trên cuộc đời, mưa như nghẹn lời, lệ này em sẽ khóc ngàn sao. Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi, dù kiếp sống giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô, một đời tôi tê tái lắng nghe muôn cung sầu hát xuống đời, một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau. Sống buông xuôi theo ngày tháng từng thu qua, vời trông theo đã lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi, yêu nhau một thời, xa nhau một đời, lệ này em sẽ khóc ngàn sao.
Đời sống hôm nay có thể vui ít mà buồn nhiều. Người ta có thể không chỉ khóc thương cho số phận hôm nay, mà còn phải khóc thương cho mãi đến ngàn sau. Dù vậy, thời gian vẫn trôi đi không ngừng, dấu chân ngày nào cũng đã rêu phong, mờ nhạt, cuộc tình nào cũng chóng tàn, như cơn mưa mùa thu, hờ hững. Hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi, tình yêu nào cũng chóng qua, nhưng hoài niệm vẫn theo đuổi nhau suốt một đời, nhỏ xuống cuộc đời những dấu yêu, tưởng đâu đã khô héo từ lâu. Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi, dù kiếp sống đã rêu xanh rồi. Giọt nước mắt xót xa, nhỏ xuống trái tim khô, một đời tôi tê tái. Lắng nghe muôn cung sầu hát ru lời, một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau. Sống buông xuôi theo ngày tháng, từng thu qua, từng thu qua vô vàng. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi, yêu nhau một thời, xa nhau một đời, lệ này em sẽ khóc ngàn sau. Đi qua cuộc đời với bao hạnh phúc lẫn đau buồn, với bao chia cách lẫn tương phùng, nhưng rồi cũng có một ngày phải vĩnh biệt thiên thu. Những ân tình bè bạn, những nước mắt nụ cười, đành gửi lại trần gian, xuôi tay bỏ ngỏ, để lại cho người có chăng chỉ là những vần thơ sầu mộng, những lưu bút ngậm ngùi, những tiếng lòng thổn thức. Có còn chăng những lời thơ vô giá, người yêu ơi xin gìn giữ vẹn tròn, bởi vì anh mà nguồn thơ rộng rã, trong canh thâu hay những giấc mộng tàn. Đó là tất cả những gì ta để lại cho người bằng kỷ vật của con tim khờ dại, của một thời nồng nàn tha thiết, mà trong kiếp phụ sinh này, dù sống thác cũng chỉ là chuyện vô thường. Sản này xin để lại cho anh, ngoài anh ra là quyển thuộc ấn tình, trên cõi thế chẳng còn ai thân thiết. Di chúc đây vài hàng tôi xin viết, tay run run, tay run run, lòng cũng thấy mềm say. Nắn nót tên ai, từng nét vơi đầy, người thừa kế gia tài tôi hiện hữu. Dấu tay in hẳn con tim bận bịu, tình ngậm ngùi theo dấu mực loáng qua. Gia sản đây anh hãy nhận làm quà, dăm mảnh áo một tủ tiền trống rỗng, sách với thơ chưa bao giờ ấn tống, không kim cương, không vàng bạc lụa là, có còn chăng những lời thơ vô giá.
người yêu ơi, xin gìn giữ vẹn tròn. Bởi vì anh mà nguồn thơ rộn rã trong canh thâu hay những giấc mộng tan, nên biết lòng tôi sẽ vui vô hạn rơi cõi trần, tâm chẳng bận luyến thương. Vì từ khi anh biển biệt xa phương, đời đã lãng chim dần trong cõi chết. Tôi vẫn biết là cuồng điên vô ích, là dại khờ, là vớ vẩn ngu si, nhưng lòng tôi một cõi lòng tha thiết đã theo người trên mỗi vết chân đi. Xin gìn giữ chút gia tài bé nhỏ, dù thân này còn lê lất hay không, dẫu phù sinh còn ngược xuôi lần nữa, thì đời tôi sống thác có trần gian. Tôi từ giã gia sản này xin để lại cho anh, ngoài anh ra là quyến thuộc ân tình, trên cõi thế chẳng còn ai thân thiết. Gia sản đây anh hãy nhận làm mảnh áo, một tụ tiền trông rỗng, sách vơi thơ chưa bao giờ ấn tông, không kim cương, không châu báu lụa là. Tôi vẫn biết là cuồng điên vô ích, là dại khờ, vờ vẫn ngu si, nhưng lòng tôi một cõi lòng tha thiết đã theo người trên mỗi vết chân đi. Lần nữa thì đời tôi sống thác có ai màng. Sàn này xin để lại cho anh, ngoài anh ra là quyến thuộc ân tình, trên cõi thế chẳng còn ai thân thiết. Ra sàn đây anh hãy
nhận làm quà. Dăm mảnh áo một tụ tiền trông rỗng, sách vơi thơ chưa bao giờ ấn tông. Không kim cương không châu báu lụa là cuồng điên vô ích, là dại khờ, là vờ vẩn ngu si. Nhưng lòng tôi một cõi lòng tha thiết đã theo người trên mỗi vết chân đi. Còn lê lất hay không, dù phù sinh còn ngược xuôi lần nữa, thì đời tôi sống thác có ai mà. Dù phù sinh còn ngược xuôi lần nữa, xin quý vị cùng chúng tôi tạm ngưng để thưởng thức không khí trong lành của thiên nhiên trên địa cầu yêu dấu của chúng ta. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh sẽ được tiếp nối trong giây lát. Xin chào mừng quý khán giả cùng chúng tôi trở lại chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Tình yêu là trăng sao dịu vợi, là thiên đường của những kẻ đang yêu. Một ngày như hôm nay, ta muốn đi thật xa, nơi chân trời rực rỡ, chỉ có mình hai ta. Tình yêu đến rồi lại đi, nhưng dù chỉ bên nhau một ngày ngắn ngủi, cũng khiến cảnh vật quanh ta thêm thơ mộng hữu tình. Hỡi người trong mộng ơi, ước chi được bên người, cho ngón tay ngà đang tóc lụa, cho lòng theo trọn giấc mơ vui. Một ngày như hôm nay, ta không muốn truyền hình, bè bạn hoặc bánh thơm, chỉ muốn cùng tình nhân trong vòng tay ân cần. Hơi mùa xuân của ta chỉ được bên người. Đêm từng đêm tương tư lòng như chết, chỉ có
chừng ngón tay ngà đan tóc lụa. Cho lòng thêu tròn giấc mơ vui, một ngày như hôm nay vạn vật buồn phai sắc. Người có còn yêu ta khi tình đời phụ bạc? Không muốn bạn bè bánh hương hoặc rượu nồng, chỉ muốn cùng tình nhân trong vòng tay ân cần. Một ngày như hôm nay ta chỉ muốn đi thật xa nơi chân trời rực rỡ, chỉ có đôi mình, chỉ có hai ta. Hỡi mùa xuân của ta ơi, ước chi được bên người. Đêm từng đêm tương tư lòng như chết. Hỡi người tình trong mộng ơi, ước chi được bên người. Cho ngón tay ngà đan tóc lụa, cho lòng thêu trọn giấc mơ. Vật buồn phai sắc, người có còn yêu ta khi tình đời phụ bạc? Ôi sao lòng hiu hắt, ôi sao người quá xa. Ngày như hôm nay ta không muốn bạn bè bánh thơm hoặc rượu nồng, chỉ muốn cùng tình nhân trong vòng tay ân cần. Một ngày như hôm nay ta chỉ muốn đi thật xa nơi chân trời rực rỡ, chỉ có đôi mình, có hai ta. Hỡi mùa xuân của ta ơi, ước chi được bên người. Đêm từng đêm tương tư lòng như chết. Hỡi người tình trong mộng ơi, ước chi được bên người. Cho ngón tay ngà đan tóc lụa, cho lòng thêu trọn giấc mơ vui. Một ngày như hôm nay vạn vật buồn phai sắc, người có còn yêu ta khi tình đời phụ bạc? Ôi sao lòng hiu hắt, ôi sao người quá xa. Thank you.
Trong những giây phút vừa qua, quý vị đã thưởng thức ca khúc Giọt lệ cho ngàn sao, nhạc và lời của nhạc sĩ Từ Công Phụng do nữ ca sĩ Ngọc Lan trình bày. Tiếp theo là thi phẩm Di chúc, thơ do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác tại Đức Quốc vào năm 1979 dưới bút hiệu Phi Vân, nguyên văn Anh ngữ do nghệ sĩ Hồng Vân diễn ngâm. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Tô Thanh Tùng phổ thành ca khúc với phần trình diễn của nữ ca sĩ Thùy Dương, trích từ CD Tặng Em. Và sau cùng là thi phẩm Một Ngày Như Hôm Nay, thơ do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác vào năm 1979 tại Đức Quốc, nguyên văn bằng Anh ngữ, qua phần diễn ngâm của Thí Vinh, trích từ CD Kỷ Niệm Vào Quên Một. Thi phẩm đã được nhạc sĩ Trần Quang Lộc phổ thành ca khúc qua phần trình bày của nam ca sĩ Quang Minh. Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã sáng tác trên 100 nhạc phẩm trong một sự nghiệp thành công. Ca khúc đầu tay của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng là Hồng Ngự Mang Tên Em, được sáng tác vào năm 1963. Nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã phổ một số thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư thành ca khúc, được phát hành trong CD Tặng Em. Một đĩa nhạc được giới thưởng ngoạn nồng nhiệt đón nhận. Trong một bài phỏng vấn do Tuần báo Thế giới Phụ nữ thực hiện, nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã chia sẻ như sau về thơ của thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ. Từ trước đến nay, âm nhạc của tôi vẫn xoay quanh chủ đề về tình yêu, nhưng ở tập thơ này lại là những suy tư triết lý khi nhìn cuộc đời. Vì thế, việc phổ thành ca khúc có thể nói là một bước ngoặt trong sáng tác của tôi. Với lòng cảm kích, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi quà tặng cho nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, một nhạc sĩ đã chân tình đóng góp những dòng nhạc cho nhân gian. Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ ngâm thơ nổi tiếng bậc nhất ở Âu Lạc và còn là một ca sĩ quen thuộc trong lĩnh vực nhạc dân ca ba miền từ đầu thập niên 1970. Tiếng hát và giọng ngâm ngọt ngào êm ái của cô vẫn còn mãi trong tâm hồn người thưởng thức. Qua các thi phẩm Hai Sắc Hoa Tigon, Lời Kỹ Nữ, các bài dân ca như Lý Qua Đèo, Lý Ngựa Ô. Trong cơ duyên đến với những án thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Hồng Vân đã diễn đạt niềm rung cảm một cách chân thành, sống động những thi phẩm của ngài như Sao Mãi Còn Thương, Chờ Ai, Hỏi Người Bên Nớ, Làm Sao Quên. Vào mùa Giáng sinh năm 1996, Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tổ chức một đại nhạc hội từ thiện tại Long Beach, California, Hoa Kỳ để gây quỹ tương trợ cho các văn nghệ sĩ Âu Lạc tại quê nhà. Cho đến nay, Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn thương yêu gửi gắm quà chúc Tết cho đồng bào và các văn nghệ sĩ Âu Lạc. Trong những dịp này, hội viên chúng tôi đã có hân hạnh viếng thăm và chuyển quà của Thanh Hải Vô Thượng Sư đến nữ nghệ sĩ Hồng Vân. Cô đã hát dâng tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư bài Dòng Sông Trăng để bày tỏ lòng tri ân đối với ngài. Nữ nghệ sĩ Hồng Vân tâm sự. Dù nhạc trùng xa cách, nhưng con luôn luôn nghĩ tới thầy là một vị tôn sư đáng kính phục. Nữ ca sĩ Thùy Dương có giọng ca truyền cảm được nhiều khán giả ái mộ qua các ca khúc trữ tình. Cô đã phát hành đĩa nhạc Tình Khúc Vượt Thời Gian, gồm những nhạc phẩm được yêu chuộng như Bản Tình Cuối, Chiều Tím. Sau đây là cảm tưởng của hai ca sĩ Vân Khánh và Thùy Dương về nhạc phẩm Gửi Người Khuất Núi trong đĩa nhạc Tặng Em, do nhạc sĩ Tô Thanh Tùng phổ từ những án thơ của thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ. Sau khi được nhạc sĩ Tô Thanh Tùng gợi ý về cái nội dung bài hát thì Dương cảm thấy là như là tấm lòng của con người đối với con người thì thật là bao dung. Bài hát cũng muốn nói cuộc sống cũng rất là ngắn ngủi, thì nên cho nhau những cái gì hay nhất. Nhờ vậy thì Dương hiểu thêm nhiều về cuộc sống của chúng ta hơn. Khi mình cất tiếng hát lên, mình cảm thấy một sự thanh thản, và chính điều đó thì cũng đã giúp cho Vân Khánh và chị Thùy Dương thể hiện tốt được cái bài hát này. Vân Khánh và Thùy Dương xin được gửi lời cảm ơn đến thi sĩ đã có những ngôn từ rất là nhân văn, và mình cảm thấy nó mang đến cho con người một cái sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Và một lần nữa, Vân Khánh và Thùy Dương xin cảm ơn thi sĩ thì Phi Vân và nhạc sĩ Tô Thanh Tùng đã đem đến cho mọi người một cái ca khúc rất là hay và rất là ý nghĩa. Thúy Vinh là một nữ nghệ sĩ ngâm thơ xuất sắc của Âu Lạc Việt Nam. Giọng ngâm truyền cảm của cô được nhiều thế hệ yêu thơ mến mộ. Thúy Vinh cũng là một nhà thơ,
Thi tập đầu tay của cô có tựa là Năm tháng phù sa. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1949 tại Gio Linh, Quảng Trị. Anh tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc Huế năm 1969 và đã sáng tác hơn 500 ca khúc gồm nhiều thể loại khác nhau. Một số ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Quang Lộc gồm có Về đây nghe em, Có phải em mùa thu Hà Nội, Còn tiếng hát gửi người. Vào dịp Xuân Kỷ Mão 1999 và những năm về sau, Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn trân quý gửi quà Tết cho các văn nghệ sĩ Âu Lạc Việt Nam. Trong số đó có nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã ra mắt tuyển tập ca khúc Trần Quang Lộc với 50 nhạc phẩm đặc sắc, bao gồm một số nhạc phẩm phổ từ thơ của thi sĩ Phi Vân, bút hiệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư lúc trẻ. Tôi thì có một số bài nhạc đã phổ từ thơ thi sĩ Phi Vân. Thì một bài nhạc lá đời sẽ như là một đứa con của mình. Thì tôi chỉ mong là được cái sự gửi gắm, cái sự trao duyên giữa thơ và nhạc, nó sẽ để lại cho cuộc đời này nhiều cái tác phẩm hay và trân trọng. Dù muốn dù không thì cũng xem như là một sự cứu mang những bài thơ đó cho tôi được gửi lời chào trân trọng và tri ân nhà thơ Phi Vân. Phong cách và tiếng hát trầm ấm của Quang Minh rất được khán giả mến mộ. Sau nhiều năm trình diễn trên sân khấu, với tấm lòng tận tâm với nghệ thuật, nam ca sĩ Quang Minh đặc biệt nổi bật qua những dòng nhạc trữ tình. Sống
xuôi theo ngày tháng, từng thu qua vời trong theo đám mờ. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi, yêu nhau một thời, xa nhau một đời, lệ này em sẽ khóc ngàn sau. Cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem Danh Nhân Trường Chay. Cầu xin ân sủng của Đấng Từ Bi đến với quý vị và gia quyến. Xin kính chào, tạm biệt. Một mai khi xa nhau, người cho tôi tạ lỗi, dù kiếp sống đã rêu xanh rồi. Giọt nước mắt xót xa nhỏ xuống trái tim khô, một đời tôi tê tái lắng nghe muôn khung sầu hát xuống đời. Một trời tôi thương đau, một trời em mưa mau. Sống buông xuôi theo ngày tháng, từng thu qua, từng thu qua vô vàn. Lệ rơi trên tim tôi, lệ rơi trên đôi môi, yêu nhau một thời, xa nhau một đời, lệ này em sẽ khóc ngàn sau. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May the grace of the most compassionate be with you and your family. Farewell for now. Nếu ngày mai trần gian tôi từ giã, gia sản này xin để lại cho anh. Ngoài anh ra là quyến thuộc ân tình, trên cõi thế chẳng còn ai thân thiết. Gia sản đây anh hãy nhận làm quà, gia mảnh áo một tụ tiền trông rỗng. Sách vơi thơ chưa bao giờ ân tông, không kim cương không châu báu lụa là. Xót xa thầm không nói, mình tự biết lòng nhau, xót xa thầm không nói. Người đi về hư vô, người về buồn cõ mộ. Thái sơn lòng không ngăn, thương nhau tình vĩnh hằng. Còn ai bên đời đông ngày tháng thấm giờ. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.